Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Xin chào tất cả mọi người nhá. Các cháu ơi, gần trăm cái cánh gà đây này, các cháu lại đấy siêu to khổng lồ đấy. Các cháu có thấy bà ngầu không? Mà các cháu ơi, đấy, cánh gà mà chiên coca thì hôm nay là đặc sản nhất là coca đây các cháu này đấy. Bà con chuẩn bị hai chai coca. Đấy, cái món này là bà xem trên mạng là rất hot đấy các cháu ạ. Mà ngon mà hấp dẫn đấy thì hôm nay bà làm nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ đi nhóm bếp này và đun nước lên để bà trần sơ cánh gà để cho nó hết mùi hôi nhá. Thì thôi bây giờ hai bà cháu nhà mình đi làm việc. Nghe thấy ngon rồi bà. Thì các cháu ơi, hôm nay bà mang ra ngoài bờ ao bà quay nhá. Đấy, cho thay đổi tí thôi. Bà để đi. Cháu bê đâu. Đi, bà cháu đi bơi ra đi. Các cháu ơi, bây giờ bà đun nước lên để bà trần qua cái cánh gà nhá. Rồi, cháu Hà ơi. Đây, cháu đổ nước cho bà. Cháu đổ nước bà. Các cháu ạ, đấy, bà đun nước sôi và trần qua cánh gà đi để cho nó đỡ hôi nhá. Thôi thôi con ơi, thôi được rồi. Ôi bà ơi, nước sủi rồi bà. Sủi chưa? Sủi rồi ạ. Thôi thì để bà đổ gà. Bà cho gà vào trong. Thôi bà đổ gà bà. Cháu ơi, đấy nước nó sôi rồi, bây giờ đổ gà, cánh gà vào này. Ôi dồi. Cháu đảo đều đi. Đảo đều lên, đấy. Các cháu ạ, bà trần sơ này lên để cho cánh gà nó hết hôi nhá. Đấy. Đấy, các cháu nhìn này, đấy, nó đã ấy rồi, co giỏng cái cánh gà, các cháu nhìn này hấp dẫn không? Bây giờ bà vớt ra nhá. Nào bà vớt ra này. Bà vớt ra xong bà đặt đun chảo lên bà này, chiên. Bà chiên lên ngon lắm bà, giòn đúng rồi. Đấy. Những chú cánh gà các cháu nhìn này, hấp dẫn không này? Ui. Các cháu ơi, bây giờ bà đổ mỡ vào này, đổ dầu vào này. Đổ dầu vào. Rồi. Bà cho nó già mỡ là già dầu lên bà mới cho cánh gà vào các cháu ạ. Các cháu ơi, mỡ nó già rồi, bây giờ bà bỏ cánh gà vào chiên nhá. Đây là cái gà đã to to rồi, thơm. Các cháu ơi, hôm nay bà nấu ở vườn nhà bà, đồi cây nhà bà đằng sau linh nhà đấy, đồi cây rất là mát các cháu ạ. Các cháu ơi, nó lên màu vàng này, đấy các cháu nhìn này, hấp dẫn chưa? Đấy, nó lên màu vàng, những chú cánh gà nó lõi lên này, đấy các cháu nhìn. Thêm một tí nữa là được, còn được phải các cháu ạ, thơm lắm. Các cháu ơi, bây giờ bà vớt ra này, cái lông vàng bây giờ bà vớt ra này. Wow, các cháu nhìn này, đấy. Rồi, bây giờ bà đổ tiếp mẻ lửa vào bà chiên. Bây giờ bà đổ vào bà chiên tiếp các cháu nhá. Các cháu ơi, mẻ này được rồi các cháu ạ. Bà lại bỏ ra khỏi bếp nhá. Đây, bà sẽ vớt ra khỏi chảo là. Wow, thơm lắm các cháu ạ. Các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi chiên coca nhá. Thì đây bà có chuẩn bị là gừng và tỏi và hành này. Đấy,
là thơm mà cho nó vàng hành tỏi lên các cháu ạ. À, các cháu ơi, các cháu nhìn này đấy, hành tỏi thơm lắm rồi đấy, nó vàng rồi. Bây giờ bà bỏ dầu hào vào này. Bà bỏ dầu hào vào ăn cho nó ngon này. Bây giờ bà bỏ nước mắm vào, hẳn lên bà cho sau. Đây bà cho thêm tí nước mắm vào cho nó mặn vị, mặn đậm đà. Cái phần đường bà cho sau. Bây giờ bà bỏ cánh gà vào này. Wow. Rồi. Phức. Bây giờ bà bỏ coca vào các cháu nhá. Đấy, món gà cánh gà chiên coca đây, không thể thiếu coca được. Đây, bà chuẩn bị 2 chai coca. Rồi, bây giờ bà bỏ coca vào này. Wow, thơm ghê các cháu ạ. Đấy, bây giờ bà đảo đều lên nhá. Cho bà linh lên bao giờ nó coca nó cạn sạt thế là được các cháu ạ. Rồi bây giờ bà bỏ hạt lêm vào. Bà bỏ hạt lêm vào. Rồi. Bà đun lên tí nữa bà lại cho thêm đường vào. À, các cháu ơi, đấy nó sủi lên chai trời các cháu ạ. Đấy, bà chiên nó lên bao giờ tí nó sạt là được. Nó cạn cái coca nó sạt nó sánh như là được đấy các cháu nhìn này. Thơm lắm. Coca không ngò chiên mới lại gà mà thơm các cháu ạ. À, các cháu ơi, thơm lắm các cháu ạ. Bây giờ bà bắt ra khỏi bếp nhá. Thì các cháu này nó sạt nó sánh rồi đây các cháu nhìn đấy. Rất là hấp dẫn. Bây giờ bà bắt ra khỏi bếp đấy, bà hót ra khỏi bếp ạ. Wow. Các cháu nhìn hấp dẫn chưa? Thơm nước mũi. Đấy, thế là bà đã chiên xong một đĩa cánh gà, một khay cánh gà chiên coca, các cháu nhìn này, rất là thơm. Đấy. Rồi, thì bây giờ bà mang ra kia mấy bà cháu nhà bà thưởng thức nhá. À, các cháu ơi, thế là bà đã làm xong một khay cánh gà chiên coca các cháu ạ. Thơm đấy bà ơi, mời tất cả các cháu ăn với bà nhá. Quá tuyệt vời. Cái món này cháu chỉ xem trên mạng ở TikTok, cháu chưa được nhìn, chưa được thử bao giờ bà. Nhưng mà người thấy ngon mà. Dạ vâng, cháu chê. Con lấy một cái đây. Con tự lấy bà nhá. Một cái. Là con 30 mấy các bạn nhá. Con mời tất cả các bạn nhá. Con mời mẹ em mời tất cả các bạn nhá. Đầu mình lần đầu tiên mình ăn cánh gà chiên coca các bạn. Các bạn ơi, ăn ngon lắm các bạn ạ. Mọi người này vàng sữa mọi người ạ. Nó có vị ngọt của coca các bạn ạ. Vị ăn lắm. Vị coca không lẫn yêu được mọi người. Bà mời cháu ăn đi bà nhá. Nó sần sật. Tuyệt vời. Ngon. Ngon thật các bạn. Nó là đậm đặc các bạn nhá. Coca nó sánh nặng em ạ. Ngon thật các bạn ạ. Bà cho cả gừng sao bà có thấy mùi gừng. Gừng xá hành. Wow. Nghe lạ bà. Ngon hơn cả rán cáp xê. Ngon thật đấy các bạn. Ngon. Thật sự là cái món này đậm đà. Món gà chiên coca ăn nó mềm, nó ngọt, nó thơm vị coca. Ngon. Mình hấp một cái các bạn nhá, làm cái nữa. Ngon thật. Nó sẽ ăn. Đây các bạn nhỉ. Bên ngoài nước nó sốt này, nó sánh lắm các bạn nhỉ. Đấy. Ba ơi, ngon. Hôm nay cháu thấy bà làm cái này công thức kiểu gì mà ngon lắm. Chắc cháu ăn này 4-5 cái mất. Cháu ăn mạnh lên. Dễ ăn. Ngon. Cái này mà có cơm mặc kèm nữa. Ngon dư lắm các bạn ạ, mình thì mút một phát. Bà làm cái nữa bà nhá. Vâng, cháu ăn mạnh lên. Úi dồi, ngon thật đấy. Bà ngọt đến tận xương. Còn nóng lóng bà nhỉ. Nóng. Nó ăn nóng ngon phết. Ăn nó mềm, nó ngọt ngọt, thơm thơm. Ngon á. Nó có thêm vị ngọt của coca rất là đặc trưng các bạn ạ. Các bạn ơi, ăn tuyệt vời các bạn ạ. Nó tê tê. Mình làm cái thứ ba rồi các bạn nhá. Bà nấu không bị nhạt luôn mọi người ạ. Vừa vặn. Vừa vặn bà ngon. Đậm đà.
Cái này có cơm ăn kèm nữa là ngon. Bạn cần quá đỉnh các bạn. Nước sốt ở dưới là cơm. Bình làm cái thứ tư các bạn nhá. Ngon quá các bạn ạ. Thôi ra nhỉ. Ngậm cái này mấy đâu cái này các bạn ạ. Bỏ ra cái nó đã róc xương rồi. Đấy. Độc cho mồm ăn. Cánh nó to mà cái đục cái bầu cánh rồi đã. Các bạn mình ăn cái hai nhá. Không thoải mái đi bạn. Cho bác ăn mạnh lên nhá, để cho béo nhá. Nhìn bạn vừa. Ngon quá. Ngon hay các bạn nhỉ. Thôi phải làm cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ em 10. Bà làm cái này kéo cháu và anh hết thì cho ai mới. Mạnh nè, bạn ăn mạnh nè. Ngon thật không bạn? Ngon thật không? Ngon mà bạn. Tuyệt vời. Ngon mà. Cái thứ năm rồi các bạn ạ. Uầy, hôm nay mày ăn khỏe thật. Chuôn này mồm gầu quá à. Bạn gì? Bạn hậu này đói các bạn ạ. Anh hậu rất khôn mồm. Khôn mồm, thế ngon là ăn nhiều. Ăn nó rất mềm, nó lại ngọt ngọt thơm. Mình thương. Làm cái thứ tư nha các bạn nhé. Ừ. Bán lại nha. Bạn Nguyên kém gì đâu. Nhìn bạn nào ăn khỏe thế nhỉ. Ngon, mẹ ngon thật. Ăn thêm mới béo cháu ạ. Ngon. Bán lại nha. Ở khi coca mà khô cạn nó lên là nó quẹn mà nó sánh và nó bám vào cánh gà các cháu ạ, ăn nó như là vị mật, ngon lắm. Ngon bà. Ngon bà. Vì nó lạ đấy bạn. Tức là nó ngọt khác kiểu ngọt bình thường các bạn nhé. Không như ngọt như bình thường đâu. Ngọt nó không ngọt như đường đâu. Ngọt vị đường như ngọt vị mật ong, mà đây ngọt vị kiểu coca kiểu nó thơm thơm. Các bác ơi, mình là không nói gì nữa, mình làm cái nữa các bạn. Đúng rồi. Tuyệt vời. Mày làm cái 7 rồi các bạn. Thái ăn chục cái thôi. Cái thứ 3 rồi các bạn. Ăn yếu thế làm sao mà béo nữa. Món bạn làm vừa dễ lại còn vừa nhàn. Làm bạn nhàn. Ý thế. Hoảng quá các bạn. Cái này là cái món ăn vặt các cháu ạ. Cái món ăn vặt đây. Các cháu nhìn này đấy. Những gia vị nó bám ở chiếc cánh gà nó ánh này. Các cháu nhìn này đấy. Ngon. Bạn ướp nó vừa bạn. Ngon lắm các cháu ạ. Ngon. Ngon bà. Ngon bà. Ngon nhỉ. Ngon thật. Không chán. Hôm nay cánh này chiên yuca bà làm ngon nhé. Ngon à? Dạ vâng ạ. Bạn thích không bạn? Bạn mình thích bạn ạ. Bạn thích là được rồi. Các bạn ơi, mình no nha các bạn nha. Bạn ăn hết 10 cái của bà rồi. Bạn ăn hết 12 cái của bà. Thì các cháu ơi, đấy, thế là cái không ngờ đâu là cái món cánh gà chiên coca đây là ngon tuyệt vời các cháu ạ. Đấy, cứ bảo là ấy mà ngon. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây rồi nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá, để bà có nhiều sức khỏe nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu. Chào bà nha.